cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và đây là một nhân vật nam có trọng lượng cũng rất là đáng kể. Anh ta có cùng tên với quán quân của Bước Dậy Ngàn Cân năm ngoái. Và liệu một nhân vật cùng tên với quán quân sẽ có chặng đường bao nhiêu xa đây? Mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ Thái Sơn. Thách của tuần này là kickboxing của Muay Thái. Từ những màn khởi động thôi đã thấy nó khắc nghiệt hơn là những bộ môn khác rồi. Nó giúp các bạn giảm cân rất nhanh. Mình cảm giác sau một buổi tập xong bụng mình top đi chắc đến 3 cm vào bụng luôn á. Chủ đề của tuần là sức mạnh tiềm ẩn. Chị Lịch đã biên đạo cho mình một bài và mình sẽ hóa thân vào một người bị một tai nạn rất nặng, hai chân không đi được. Chị Lịch sẽ đóng vai người đến xoa dịu và hỗ trợ giúp mình vượt qua được cái nghịch cảnh đó để có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình. Câu chuyện này dựa trên một phần câu chuyện của mình ở ngoài, tức là nó không phải là bị tai nạn nhưng mà cũng là một phần mình béo lên. Mình không thể hoạt động được tất cả mọi thứ một cách trơn tru, thi đấu không được, đi dạy dỗ cũng rất là khó khăn. Thì người giúp mình vượt qua được chuyện đó chính là bạn gái mình. Và những cảm xúc đó đã thúc đẩy bản thân mình cố gắng đi lên, đăng ký chương trình, vượt qua thử thách. Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. Phạm Lịch và thí sinh của chúng ta, bạn Thái Sơn, thưa quý vị. Một câu chuyện rất là cảm động và đã làm cho tôi nhớ đến một cái bộ phim điện ảnh gần đây cũng gây được rất là nhiều xúc động. Đó là bộ phim Me Before You, kể về một anh chàng đang khỏe mạnh, đẹp trai thì gặp phải một cái tai nạn và nó không đi được nữa, liệt nửa người. Cô này là cái cô giúp việc đến đây để khích lệ tinh thần cho anh ta. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu thích câu chuyện này, chúng ta bình chọn ngay. Hãy nhắn tin nhắn là BN khoảng cách 07 và bình chọn cho tiết mục của Thái Sơn và Phạm Lịch cho quý vị. Xin mời John Huy Trần. Thì đúng, câu chuyện này nó rất là hay, cảm động và cái nhạc nó cũng hay. Khi khách biên của Phạm Lịch trong cái bài này cũng tốt, nhưng anh phải bỏ qua cái đó và xem cái động tác trong cái bài này. Anh không hiểu tại sao cái phần đầu em ngồi, thì nếu mà em đang ngồi, anh cần cái tay của em rõ và chắc và sạch hơn. Cái câu chuyện thì rất là ý nghĩa, nhưng mà cái phần thể hiện nếu mà nó không tới thì nó sẽ có một cái cảm giác như vậy nè. Giám khảo John Huy Trần đứng ở cương vị là giám khảo chuyên môn nên anh ta sẽ đòi hỏi cao hơn. Chắc là Lý Nha Kỳ sẽ đơn giản hơn nhiều. Mời Kỳ. Có lẽ là anh John là chuyên môn nên anh lúc nào cũng phải đòi cái gì đó phải là hoàn hảo nhất. Sau hôm nay anh sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà về mặt nội dung và câu chuyện thì là câu chuyện cảm động mà. Đúng rồi. Một câu chuyện rất cảm động, thể hiện được cái sự nghị lực cũng như cái tình yêu. Cái chiếc xe lăn và khuôn mặt anh cũng như cái hồn của anh làm Kỳ nhớ rất nhiều về bố.
tại bố Kỳ cũng ngồi xe lăn. Và Kỳ cảm động bởi vì mẹ Kỳ cũng chăm sóc, cũng tình yêu. Và Kỳ nghĩ rằng là bài này về mặt nội dung và biểu diễn, anh chinh phục được người ta. Chúc mừng anh, một bài nội dung rất hay, rất cảm xúc. Có nghĩa là bạn đã chinh phục được Lý Nhã Kỳ ở phần hồn và chưa chinh phục được anh Sơn Huy Rồng ở phần xác. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì sao ạ? Cả hồn, cả xác luôn nha. Cái cách mà các bạn kể một câu chuyện của chàng trai này nó rất là dễ thương, rất thuyết phục. Chỉ có một chút xíu lệch lạc khi mà nhịp của Sơn là nhanh hơn của Lịch. Nó phải chính xác và cân bằng, đúng nhịp, đúng phách với lại partner của mình luôn. Thì nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, Hưng vẫn rất có cảm tình với bài thi này. Cái cách mà bạn diễn tới giờ chót hết nhạc rồi vẫn đi trong cái trạng thái khuỵu xuống như vậy, đó là cách giữ được cái cảm xúc cho người xem rất hay. Dạ, cảm ơn Lịch. Đôi khi chúng ta tập trung quá về phần cảm xúc á, cái đầu óc mình nó sẽ chi phối và nó khiến cho tay chân mình nó không có nghe lời mình nhiều. Thành thử ra lần sau bạn cũng nên rút kinh nghiệm trong cái phần này để làm sao mà mình vừa giữ được cái cảm xúc của nhân vật nhưng mà không quên đi cái phần điều khiển động tác của cơ thể bạn nhé. Đây sẽ là điểm số của bạn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. 7 điểm. Mời Lý Nhã Kỳ 8 điểm. Và anh John Huy Trần 6 điểm. Số điểm trung bình của bạn từ qua giám khảo đó là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Mời bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 101,2 kg. Cân nặng hiện tại là 97,2 kg. Bạn giảm được 4 cân, tương đương với 4%, cũng rất là tốt. Tổng điểm 11 điểm, chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Don't you wanna stay?